dân mạng Trung Quốc đồn răng răng là Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiện Phong đã tái hôn, bí mật tổ chức sinh nhật, bí mật gặp gỡ, đưa con đi chơi. So với vụ ly hôn của Huỳnh Hiểu Minh và Dương Dĩnh, cặp đôi nổi tiếng đã ly hôn chưa bao giờ liên lạc với nhau, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn hòa thuận như một gia đình riêng. Vì con trai, họ thường xuyên ở chung và thay nhau chăm sóc con trai. Còn Dương Dĩnh và Huỳnh Hiểu Minh thay phiên nhau chăm sóc con trai cũng không gặp mặt, chứ đừng nói là chung một khung hình. So với những cặp đôi nổi tiếng đã ly hôn, fan cho rằng khả năng quay lại với nhau của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là rất cao. Vì gần đây truyền thông Hồng Kông tiết lộ rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã gặp gỡ riêng tư và bí mật trong quá trình quay phim ở Hoành Điếm. Ngay khi tin tức được tiết lộ, nó đã ngay lập tức làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa đông đảo cư dân mạng. Ngày 16 tháng 10 vừa qua là sinh nhật lần thứ 35 của Triệu Lệ Dĩnh. Giới truyền thông Hồng Kông cho rằng cả hai không chỉ gặp gỡ bí mật mà thậm chí còn là một gia đình ba người. Ngày 3 tháng 10, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vừa bị chụp ảnh đưa con đến công viên giải trí chơi cùng nhau. Khi Giữa Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Khanh Tân được quay ở Hoành Điếm kết thúc, Phùng Thiệu Phong và Cảnh Thiên cũng quay cảnh phim Niềm Vui Tỏa Sáng ở Hoành Điếm. Phùng Thiệu Phong được mời đến buổi lễ đóng máy của Triệu Lệ Dĩnh. Tin tức về buổi biểu diễn đã được lan truyền một cách nhanh chóng. Fan mong chờ tin tức được công bố khi đoàn phim Giữa Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh đóng máy. Nhiều người mong muốn Triệu Lệ Dĩnh tái hợp với Phùng Thiệu Phong, sắc xuân tươi thắm, sự nghiệp thăng hoa. Bạn nghĩ gì về thông tin này? Hãy chia sẻ ở cuối video nhé.